ai chưa nhé chưa nhẹ có tay lần nữa giùm em ạ. Đây có nhé rồi, quá trình sẽ có bắt đầu dò số luôn cả nhà mình ơi. Chẳng biết chứ sợ luôn. Rồi đưa cho anh nha, hai sắp với đi nè. Số
tốt gì đi. Ai còn chỉ xuống bán cho anh trai thì đi cầu ơi, còn em hỏi luôn hai buổi cực quá à. Đây còn cầu như ống lại đúng không? Để ống dọn lại hai đứa luôn quá. Sống gì đây, sống gì ra, sống sâu luôn. Thế này nhé, thế này nè. Đây, đây. My ơi, xuống đây giùm chị đi My. Qua đây luôn My ơi. Có. Kìa, anh nói đỏ luôn. Qua luôn My ơi. Sống gì đây, sống gì ra, sống gì ra, sống gì ra, sống gì ra. Ghé phía dưới cho anh trai giùm chị luôn thì hết rồi hả? Ai còn ghé xuống đây giùm một người đi ạ? Lucy còn không? Sốt gì đây, sốt gì ra, sốt gì đây, sốt gì ra, sốt gì ra. Châu Ba còn, Châu Ba ơi, còn nhiều xuống đây giùm đi Châu Ba. Sốt gì ra, kêu sốt luôn, kêu sốt. Đồng xa mua giùm em nhanh nha. Sốt gì ra, con đường gì đi, bởi gì ra, con đường gì ra, con đường gì ra, con đường gì ra. Rồi ngày vui qua mưa, anh gửi lại em lời chào, gửi lại em một mối tình đầu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
24 cái đài, mình từ cái đài 24 xuống chỉ ra. Xuống chỉ đây cái đài xuống chỉ đây xuống chỉ đây miền Nam. 24 là tấm vé cờ hả? Dạ con 24 vừa kêu qua có một anh trai đoạt giải cùng với một con chó. Em xin mời anh lên đây ạ. Rồi dễ thương quá. Rồi dạ chúc mừng anh rất nhiều. Và bây giờ em xin phép được dò tờ lá vé cho anh luôn. À suy nghĩ lại. Chị má. Đối với chị Huy tính là không có giá nha, vô giá nha. Vô giá nha quý vị nha. Đây là cái món quà mà mình phải giữ là rất là vô giá. Rồi ngay bây giờ, vòng loại tiếp theo, ai có vé trên tay, hướng mắt thì sẽ cố chuẩn bị do số giới. Dạ ai ủng hộ và bé cung nữ Hoàng Trinh đi ạ. À. Ôi. Trinh nữ, Trinh nữ, Trinh nữ. Mấy gì ra số gì ra mấy gì ra mấy gì ra mấy gì ra mấy gì ra Liên lăng lăng mà nghe tôi kêu con cậu ra bác đi má mấy gì ra kêu các bạn ta xuống chị tận 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 hoài mấy gì ra xuống gì ra mấy gì ra mấy gì ra ai chưa có dám trong lời này cứ giơ tay lên dùng cho em quý vị nha mấy gì ra xuống gì ra năm gì ra cái năm gì ra năm gì ra năm gì ra năm gì ra năm gì đây cái năm gì ra năm gì ra cái nhà em vô cái cột mà em siêu trước thờ thì chiều sửa sang cho tốt 51 cái 51 51 mấy gì đây con số gì đây số gì đây con số gì ra số gì ra số gì đây con mấy gì đây mấy gì đây số gì đây con số gì đây số gì đây con số gì đây số gì ra mấy gì ra trời xa mưa giông thương buồn con bãi đưa đò cũng lạnh lùng bỏ mặt dòng sông nên không có chuyến đò hoàng hôn con mười bốn con mười bốn con mười con mười bốn sơ gì ra mấy thì ra sơ gì ra mấy thì ra còn cậu gì ra đi như quyền bắn em sẽ để gì sai con kéo cho con chó thay màu vàng vô tình cần sẽ luôn phải đối chi sao hoàng gia những cặp đồng tình từ đầu hút thu dính tiếng đi kề đó chính là cùng bờ bao cỏ phong ba dù cho đất nát tan lạnh qua để con tuôn xa nhà tôi nhớ gian tình ta năm mươi ba số gì đây số gì đây số gì đây ô thì ai đi cũng thấp con bắt năm bờ sao mấy chị nhớ thì xin sao xin quá không ngăn ngơ đến đây là ta mấy ngày nào quê dây mấy tiền mấy ngày nào tung tăng khắp đường tại giờ đây thôi hấp tình như đàn tiền 60 còn 60 đi còn 60 còn 60 còn 60 còn 60 số gì đây số gì đây tờ hồng đa xe duyên tình chúng ta ngắm giang em ngắm ngay lòng ta đã ướp mà lá hoa rụng cành xa lìa duyên tình 59 nói số gì đây mấy gì đây còn mấy gì đây số gì đây còn mấy gì đây số gì đây còn mấy gì đây mấy gì đây còn mấy gì đây mấy gì đây bên vui ta đang nghe dòng sông nước chảy nghe một tiếng ngâu hoa đưa đêm bao sông đêm phương nam nhìn lên mây bay khói tỏa nhìn hòn đá nhìn câu ca sao nhìn những mái treo dưới bóng cây ngô đồng có con ngựa dưới chân có hai người xin à con số chín con số chín cái con số chín con số chín con số chín mấy gì đây mấy gì đây mấy gì đây mấy gì đây cho tôi còn đâu gãy đôi nhịp đầu gãy đôi nhịp đầu là gió gió đi vô em bóng nghe cái đầm 25 mấy gì đây hai gì đây hai gì ra thấy anh trên Zalo thấy anh chạy ô tô em cũng thấy thích nhưng em chỉ sợ là em thô nào ngờ anh ngỏ lời là con tim em đô
27, xếp thì ra mấy, thì ra, xếp thì ra mấy, thì ra, còn thể thì ra. Vừa rồi quý vị công bố 18 gia đình kia qua có một vị chủ nhân vừa đạt giải.